Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh tin tức mới và sau đây chúng ta cùng điểm qua những thông tin ngày hôm nay quý vị nhé. Toàn cảnh lễ cưới diễn ra trang trọng và thân mật với khoảng 500 khách mời thân thiết nhất. Đám cưới của nữ nghệ sĩ thoại Mỹ chồng doanh nhân được diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh vào tối ngày 4 tháng 8. Nhiều nghệ sĩ đồng nghiệp tới tham dự. Nữ nghệ sĩ xúc động chia sẻ. Ngày Mỹ tròn 52 tuổi cũng là ngày đánh dấu một cột mốc quan trọng nhất trong cuộc đời của mình. Giờ đây Mỹ đã có một bờ vai vững chắc để nương tựa, một người tri kỳ để chia sẻ mọi khoảnh khắc vui buồn. Thăng trầm trong cuộc sống xin cho phép Mỹ được là cô gái hạnh phúc nhất trong ngày đặc biệt này của mình nhé. Lễ cưới được tổ chức kín đáo, chỉ mời người thân, bạn bè, khoảng 500 khách người tham dự. Sau hơn một năm hẹn hò, cô dâu chú rể chính thức về chung một nhà. Hai người quen nhau qua giới thiệu của một người bạn. Của thoại Mỹ kém chú rể 13 tuổi. Cô từng tiết lộ có nhiều người theo đuổi nhưng đặc biệt ấn tượng với doanh nhân. Hai người yêu xa nhưng thấu hiểu, sẻ chia. Ông xã rất tôn trọng công việc của nữ nghệ sĩ. Đám cưới có sự chung vui của các bạn bè đồng nghiệp. Trong đó, MC Kỳ Duyên tham gia dẫn dắt đám cưới. Cô vướng một sự cố nhỏ khi đọc nhầm thân mẫu chú rể sang thân mẫu cô dâu. Nữ MC nhanh chóng giải thích sơ suất là do bản thân chưa ngủ được vì bị lệch múi giờ do vừa bay từ Mỹ về Việt Nam. Cô mong mọi người thông cảm và lượng thứ. Lễ cưới của Thoại Mỹ được trang trí sang trọng và lãng mạn với hoa tươi, hệ thống đèn lung linh. Đôi uyên ương có lúc không kìm được xúc động nên bật khóc khi được chú rể đỡ tay lên sân khấu cô dâu thoại Mỹ đã rơi lệ vì hạnh phúc còn chú rể Hoàng Dũng cũng không giấu được cảm xúc dưng dưng lệ. Tôi sinh ra trong một gia đình lao động nghèo và rất đông con. Nhà có tới 12 chị em, tôi là áp út. Ba làm công nhân, mẹ buôn gánh bán bưng kiếm từng đồng nên nhà tôi khổ vô cùng. 13 tuổi, cắp sách vô học trường Trần Hữu Trang là tôi cũng tự lập không phiền gia đình lo cho mình cái gì. Thời gian đầu tôi ở bán chú ăn trưa tại trường. Ngày đó còn bao cấp nên hàng tháng, mỗi học viên được lãnh 17 ký gạo, nửa ký thịt, nửa ký cá nhưng vì tôi ở bán chú nên phải để lại thịt, cá và 10 ký gạo ở trường để ăn trưa. Phần vì thấy thiệt thòi. Phần vì nhà quá nghèo nên sau đó tôi không ở bán chú nữa để được đem chọn tiêu chuẩn đó về cho cả nhà cùng ăn. Không ở bán chú cũng đồng nghĩa với việc tôi phải đi bộ hàng chục cây số mỗi ngày. Nhà tôi ở đường Lý Chính Thắng, tôi học bên đường Nguyễn Gia Thiều, cách mấy cây số. Ngày nào cũng như ngày nào, sáng đi bộ trưa chạy về nhà ăn cơm rồi lại đi bộ tiếp tới trường học chiều. Tan học, chạy nhanh về ăn cơm rồi tối cấp sách đến lớp học bổ túc văn hóa. Thậm chí đến đôi dép đứt tôi cũng không có tiền mua. Tôi mang dép sỏ ngón, đứt quai phải lấy ghim băng hoặc cọng kẽm sâu lại ở dưới đế để đi tiếp. Khi tôi dậy thì tiền cho chuyện con gái hàng tháng cũng không có, phải dùng giấy hoặc vải. Sau mỗi đêm diễn, tôi phải dùng cục xà bông dầu để rửa mặt và gội đầu bằng bột giặt quần áo. Ngay cả khi đi hát tôi cũng chưa từng biết đến chiếc xe đạp. Diễn trong thành phố, dù xa đến mấy tôi cũng phải đi bộ. Bảy giờ tối mở màn thì 3 giờ chiều tôi xách cả men đi. Tới nơi dở Cà men ăn cơm rồi làm mặt chỉ khi nào hát ngoại ô xa mới có xe đoàn đưa đón. Nghệ sĩ tập trung ở trụ sở đoàn hát, tôi cũng lại đi bộ đến rồi đi bộ về. Hồi đầu, thỉnh thoảng ba đón nhưng ban ngày ông còn đi làm nên tôi không muốn phiền. Tôi nói quá giang được bạn bè, kỳ thực là đi bộ về. Tắm thì múc nước giếng, phải thay phiên nhau. Nhiều khi gặp vùng nước cạn, mỗi người được khoán cho sử dụng bao nhiêu lít nước để tắm và giặt đồ. Ấy vậy mà cũng phải đợi họ bơm nước lên, chờ lắng cạn, lắng phèn mới dùng được. Cơm ăn tập thể, không no cũng phải chịu. Có những địa phương nghèo tới mức vãn tuồng, nghệ sĩ muốn tìm cái gì lót bụng cũng không có. Còn tôi nghèo, hát được bao nhiêu đêm về phụ gia đình hết, có đói cũng dáng nhịn, không dám ăn. Trải qua bao nhiêu vất vả có những lúc tưởng chừng không thể đứng trên sân khấu nữa nhưng ông Tổ vẫn thương vẫn ngó xuống tôi cho tôi tên tuổi như ngày hôm nay chỉ tiếc rằng đời sống riêng tư của tôi quá nhiều lận đận tôi kết hôn vài lần lần nào cũng đổ vỡ tôi từng thèm khát một đứa con nhưng cũng không thể có hồi đầu tôi buồn nhưng khi hiểu phật pháp tôi buông bỏ để lòng thanh thản dù không có con nhưng tôi vẫn làm được những điều tốt đẹp cho mọi người vẫn làm được nghề nhiều đêm nghĩ về số phận mình tôi cũng chạnh lòng cũng tủi thân, cũng khóc nhưng rồi mọi thứ cũng trôi qua. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích hãy like và share và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.